Nam mô Bổn Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Ma Dạ. Kính bạch cha đại đức tăng, kính thưa các cô tu nữ và cùng toàn thể nam nữ phật tử, sáng hôm nay xin trình gửi đề tài đến hội chúng mình với đề tài là tứ chánh cần. Khi mà chúng ta đề cập đến đạo đế, chúng ta nói hẹp thì chúng ta nói đến bát chánh đạo. Khi mà chúng ta nói đạo đế thì chúng ta nói rộng, thì chúng ta phải đề cập đến 37 phần trợ đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, sắc giới chi và bát chánh đạo. Thì khi mà chúng ta muốn đạt đến đạo quả và niết bàn thì chúng ta phải tìm hiểu về con đường đạo đế. Thì trong 37 phần trợ đạo mà Đức Thế Tôn có dạy cho chúng ta thì chúng ta thấy rằng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Chúng ta tu không phải là chúng ta tu tứ niệm xứ trước rồi chúng ta tu tứ chánh cần sau, không phải là chúng ta tu tương tự như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng pháp của Đức Phật là thí, pháp này hỗ trợ cho pháp kia và có sự liên đế với nhau. Trong lúc mà chúng ta tu tứ niệm xứ thì trong lúc đó cũng có tứ chánh cần, nhưng mà chúng ta phải hiểu tứ chánh cần như thế nào. Và trong lúc mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta thấy rằng trong 37 phần trợ đạo mà sắp xếp như vậy đó, tức là sau này chư tăng các ngài sắp xếp theo cái thứ tự. Giống như chúng ta thấy rằng trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì phẩm từ một chi cho đến 11 chi. Thì ở đây đó các ngài sắp như vậy để chúng ta dễ nhớ, chứ không phải là chúng ta đừng có hiểu là chúng ta phải tu tứ niệm xứ trước rồi chúng ta tu tứ chánh cần sau. Rồi khi chúng ta tu tứ chánh cần xong rồi chúng ta mới tu tứ nhĩ túc. Chúng ta thì đừng có hiểu như vậy. Mà ở đây các ngài sắp theo pháp xấu để chúng ta dễ nhớ. Tức là pháp của Đức Phật có sự liên đế và pháp này hỗ trợ pháp kia. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về tứ chánh cần trong 37 phần trợ đạo, tức là Đức Thế Tôn ngài trình bày về cái sự tinh tấn, nhấn mạnh về cái sự tinh tấn và cho lúc chúng ta tu tập. Thì hôm nay sư sẽ trình bày tứ chánh cần để cho hội chúng mình hiểu như thế nào để chúng ta ứng dụng lời dạy của Đức Phật cho được đúng đắn. Thì cái chữ Samabhatthana được dịch là chánh cần. Vậy chánh cần nghĩa là gì? Tức là tinh tấn, nỗ lực trong sự chính đáng. Như thế nào gọi là tinh tấn, nỗ lực trong sự chính đáng? Tức là chúng ta siêng năng, nhiệt tâm, tinh tấn để đào thải bất thiện pháp. Và chúng ta siêng năng tinh tấn để chúng ta phát triển những thiện pháp, từ những cái thiện hiện thế cho đến cái thiện siêu thế. Như vậy gọi là tinh tấn trong sự chính đáng. Thì chúng ta phải hiểu tứ chánh cần là như vậy. Thì cái sự siêng năng, nhiệt tâm hay là cố gắng thì chúng ta thấy theo cái thông thường ở ngoài đời chúng ta cũng có thể dùng những cái từ siêng năng, tinh tấn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có những người mà họ làm những điều ác, họ cũng phải có sự siêng năng, có sự nỗ lực. Thì những sự siêng năng, nỗ lực đó nếu mà nói theo kinh điển thuộc về tà tinh tấn chứ không phải là
chánh tinh tấn trong học giáo. Thì ở đây chúng ta làm bất cứ những công việc gì thì chúng ta cũng phải cần có sự siêng năng. Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Chúng ta sống trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta muốn có tài sản, chúng ta muốn có sự nghiệp thì chúng ta cũng phải có sự siêng năng để chúng ta mới đạt được cái sự thành công và theo cái ước vọng của chúng ta. Huống chi nữa là chúng ta đến trong giáo pháp này mà chúng ta lười biếng, chúng ta biếng nhác thì làm sao có thể chúng ta đạt được thiền định hay là đạo quả. Vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn ngày dạy chúng ta trong tứ tánh cần là chúng ta phải cần có sự nỗ lực. Và ở đời này có một số người đó, họ có một cái quan điểm, họ cho rằng cái thời buổi bây giờ là chúng ta chưa có đầy đủ ba la mật, hay là trong thời buổi bây giờ chúng sanh đó là người dị nhân. Thì những cái luận điểm đó, những cái luận điệu đó chỉ biện minh do sự lười biếng. Tại vì chỉ có Đức Phật Ngài mới biết được cá tánh của mỗi chúng sanh. Chỉ có Đức Phật Ngài mới biết được chúng sanh đó là người nhị nhân hay là người tam nhân. Chỉ có Đức Phật Ngài mới biết được chúng sanh đó có đầy đủ ba la mật hay không đầy đủ ba la mật. Còn đối với chúng ta phàm phu, chúng ta không thể nào biết được những vấn đề đó. Nên ở đây chúng ta phải cố gắng nhị tâm trong suốt cuộc đời chúng ta đó, mà chúng ta thấy rằng thiền chưa phát sanh, đạo chưa phát sanh, thì từ đó chúng ta mới cho rằng mình là cái người nhẹ nhân hay là cái người chưa đầy đủ ba la mật. Mà nếu mà chúng ta có sự tinh tấn như vậy đó, mà chúng ta chưa có đạt được thiền định hay đạo quả trong kiếp này, nhưng chúng ta là cái chủng tử trong kiếp sau, chúng ta sanh ra đời, chúng ta là cái người tu tập, có thể chúng ta sẽ đạt được trong kiếp tương lai. Giống như thời Đức Phật, chúng ta thấy rằng Ngài Chắc Cú Ba Lá, Ngài có sự siêng năng tinh tấn, mà Ngài chỉ có quan nghi đi và ngồi thôi chứ Ngài không có nằm. Trong 3 tháng hạ Ngài có liên tục để Ngài nhị tâm tinh cần như vậy. Trong 3 tháng Ngài thức, Ngài không ngủ, thậm chí đôi mắt Ngài bị mù, thì trong 3 tháng đó Ngài chứng quả là hát. Hay là trong các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật như là Ngài Sô Ná, Ngài có sự siêng năng tinh tấn, Ngài đi kinh hành đó, mà cái giò của Ngài bị chảy máu mà Ngài vẫn bước đi, Ngài không có ngừng nghỉ cái sự tinh tấn, và cuối cùng Ngài đạt được A La Hán quả. Thì chúng ta tu á, thì chúng ta phải cần có sự siêng năng. Còn nếu mà chúng ta đã hiểu được chánh pháp, chúng ta đã hiểu được pháp học, pháp hành, nhưng mà chúng ta không có sự siêng năng á, thì cũng không được gì cả. Nên đây chúng ta tu tập là chúng ta phải cần có sự siêng năng. Thì trong kinh Đức Phật dạy rằng cho dù chỉ còn da, gân và xương, máu này có khô, thịt này có cạn, ta cũng không ngừng nghỉ cái sự tinh tấn và ta sẽ quyết tâm đạt được những gì mà con người tinh tấn có thể đạt được. Thì đây người cư sĩ chúng ta tu cũng vậy. Nếu mà chúng ta đã hiểu được lời Đức Phật dạy thì chúng ta phải có sự nhiệt tâm. Tại vì kiếp người đó, chúng ta tu tập, chúng ta siêng năng trong một kiếp này, chúng ta đừng nghĩ như vậy là dài quá. Có những kiếp mà Đức Phật dạy chúng ta đó, không có gặp được chánh pháp, và chúng ta có luân hồi trong những cảnh giới khổ đau, nhất là cái cảnh giới địa ngục, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều triệu năm. Khi đó chúng ta đâu có nghĩ như vậy là lâu đâu. Mà không phải
Lúc nào chúng ta cũng được làm người, mà không phải lúc nào chúng ta được làm người là chúng ta gặp được chánh pháp, và chúng ta có duyên chúng ta sanh làm người, chúng ta được gặp chánh pháp mà chúng ta nỗ lực, chúng ta siêng năng thì đạo quả phát sanh. Thì như vậy chúng ta sẽ không còn rơi vào những cảnh giới khổ đau, và chúng ta không còn luân hồi nữa. Nên người cư sĩ chúng ta phải luôn luôn chúng ta có sự nhận thức, và chúng ta phải có sự suy xét như vậy. Hiện nay tôi sẽ trình bày về tứ chánh cần, tức là bốn sự siêng năng mà Đức Thế Tôn ngài dạy. Vậy bốn sự siêng năng đó là gì? Tức là ở đây Đức Phật dạy rằng tinh tấn, nỗ lực những pháp bất thiện pháp nào chưa sanh, đừng để cho phát sanh. Đó là cái sự tinh tấn thứ nhất, còn được gọi là thẳng cần. Cái sự tinh tấn thứ hai là Đức Phật dạy rằng tinh tấn, nỗ lực để đoạn trừ những bất thiện pháp nào đã sanh. Đó được gọi là trừ cần. Và sự tinh tấn thứ ba tức là tinh tấn, nỗ lực để làm cho những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, thì như vậy được gọi là tu cần. Và cái sự tinh tấn thứ tư tức là tinh tấn, nỗ lực gìn giữ những thiện pháp nào đã sanh để làm cho nó được tồn tại và lớn mạnh, thì như vậy được gọi là bảo cần. Thì trong bốn sự tinh tấn này, Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta phải cần nhớ, đó là thẳng, trừ, tu, bảo. Và hôm nay sư muốn chia sẻ cùng đến hội chúng mình để chúng ta hiểu được cái sự tinh tấn chính đáng, để chúng ta tu tập, để chúng ta đào thải bất thiện pháp và chúng ta phát triển thiện pháp. Thì trong bốn sự tinh tấn này, Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta có hai sự tinh tấn để chúng ta ứng xử đối với bất thiện pháp, đó là thẳng cần và trừ cần. Và có hai sự tinh tấn mà Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta để chúng ta nỗ lực tinh tấn để chúng ta ứng xử đối với thiện pháp, đó là tu cần và bảo cần. Vậy như thế nào gọi là thẳng cần? Thì đây Đức Phật dạy rằng tinh tấn, nỗ lực những bất thiện pháp chưa sanh phải đề phòng, đừng để cho phát sanh. Giống như giờ người cư sĩ chúng ta đang ngồi đang nghe pháp, trong lúc mà chúng ta đang nghe pháp thì trong lúc này tham không có sanh khởi, tại vì trong lúc này chúng ta đâu có thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc, đâu mà tham nó sanh khởi được. Và trong lúc người cư sĩ chúng ta đang ngồi đang nghe pháp thì sanh không có sanh khởi, vì trong lúc này chúng ta không có thấy cảnh sắc xấu, hay là bị người khác chửi chúng ta, hay là chúng ta ngửi mùi thối, hay là chúng ta ăn những cái vị cay đắng, hay là chúng ta cảm thấy đau nhức, hoặc là bị người khác đánh đập, đâu mà tâm sân sân hở. Tại trong lúc này chúng ta không có thấy được những hiện tượng xấu, nên trong lúc này sân không có sân hở. Và trong lúc này chúng ta không có tà kiến sân khởi, vì trong lúc này chúng ta đang hướng tâm về cho lời dạy của Đức Phật. Thì trong cái thời điểm này, bọn chúng ta không có tham, không có sân, không có si, không có tà kiến. Nhưng mà chúng ta có bảo đảm rằng một lát nữa chúng ta nghe pháp xong, chúng ta đi ra ngoài hay là chúng ta trở về nhà, tham không sân, tham không sanh, sân không sanh và si không sanh hay tà kiến không sanh không? Chúng ta không bảo đảm được, tại vì chúng ta còn phàm phu. Thì nếu mà chúng ta không có sự phòng hộ để chúng ta, hay là để chúng ta căn phòng, thì những bất thiện pháp chưa sanh có thể phát sanh. Nên Đức Phật dạy rằng chúng ta phải tinh tấn, nỗ lực
để chúng ta phòng hộ những bất thiện pháp nào chưa sanh, chúng ta đừng để cho pháp sanh. Nếu như căn nhà chúng ta chưa bị cháy nhưng mà chúng ta cũng phải canh phòng củi lửa, chúng ta không có sơ sức để cho củi lửa nó phát sanh có thể nó cháy. Hay là chúng ta tuy rằng bây giờ chúng ta chưa bệnh nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái thời buổi bây giờ cái thức ăn, cái thực phẩm nhiều độc tố, thì chúng ta phải lựa chọn thức ăn, những cái thức ăn nào chúng ta thấy nó không có bị độc tố, không có ảnh hưởng tới sức khỏe, thì những cái thức ăn đó, những thức ăn mà không có độc tố, không ảnh hưởng sức khỏe thì có thể chúng ta dùng. Còn những thức ăn nào nó nhiều độc tố, chúng ta ăn có thể nó đưa đến sự bệnh hoạn, thì chúng ta không có ăn những cái thực phẩm đó, chúng ta phải ngừa bệnh. Hay là tuy rằng bây giờ chúng ta chưa bệnh nhưng mà chúng ta cũng phải giữ gìn cái sức khỏe. Thời tiết lạnh quá thì chúng ta phải biết sửa ấm, hay là chúng ta phải mặc áo ấm. Chúng ta có tắm thì chúng ta phải tắm nước nóng, tức là chúng ta phải đề phòng, đừng để cho bệnh nó phát sinh. Rồi như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập ở đây, chúng ta còn là phàm phu thì Đức Phật dạy chúng ta phải siêng năng, tinh tấn, nỗ lực để đừng để cho bất thiện pháp phát sinh. Là chúng ta có sự nỗ lực như vậy đó thì đạo và quả mới phát sinh được. Vậy chúng ta phòng hộ, chúng ta đề phòng bằng cách nào? Tại đây Đức Phật dạy chúng ta phiền não nó phát sinh từ sáu căn, từ con mắt, từ tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì bây giờ chúng ta biết rằng là khi mà mắt chúng ta thấy cảnh đẹp là tham sanh khởi, mắt chúng ta thấy cảnh sắc xấu là sân sanh khởi. Khi mà chúng ta nghe tiếng không có được khả ái là sân sanh khởi, mà cái tiếng nào dịu dàng, dịu ngọt, dễ thương là tham sanh khởi. Khi nào chúng ta ngửi mùi thơm thì tham sanh khởi, mà chúng ta ngửi mùi thối là sân sanh khởi. Khi nào chúng ta ăn những thực phẩm nào ngon thì tham sanh khởi, mà chúng ta ăn những thực phẩm nào không hài lòng là sân sanh khởi. Khi mà chúng ta xúc chạm những cái cảm giác nào dễ chịu là tham sanh khởi. Khi mà chúng ta xúc chạm những cái cảm giác nào khó chịu là sân sanh khởi. Khi ý chúng ta nhận biết các pháp nào không khả ái, khả ý thì sân sanh khởi. Khi ý chúng ta nhận biết các pháp, những cái pháp nào khả ái khả ý thì tham sân khởi. Nên chúng ta biết, chúng ta hiểu rằng phiền não phát sinh từ con mắt, từ lỗ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân, từ ý, thì chúng ta phải đề phòng, chúng ta phải canh phòng, chúng ta phải phòng hộ sáu căn. Nên Đức Phật dạy rằng khi mắt thấy cảnh sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân nào làm cho nhãn căn không được chế ngự, tham và sân sanh khởi, thì vị tỳ kheo phải đề phòng để phải phòng hộ. Khi ta nghe tiếng cũng vậy, mũi ngửi mùi cũng vậy, lưỡi nếm vị cũng vậy, thân xúc chạm cũng vậy, và ý nhận biết các pháp không khả hỷ khả ái. Nếu mà vị tỳ kheo không có phòng hộ khanh phòng thì có thể tham hoặc là sân sanh khởi, thì vị tỳ kheo phải phòng hộ ý cả. Thì bây giờ chúng ta tu tập mà chúng ta muốn đạt đến mục tiêu, chúng ta thấy sợ hãi luân hồi, chúng ta nghĩ là ngày nào ta chưa chứng được tu đồ quần đến a la hán là cái ngày đó ta vẫn còn rơi vào khổ cảnh. Cái ngày mà ta rơi vào những khổ cảnh thì ta sẽ đau khổ triền miên, nên chúng ta sợ hãi, chúng ta nhàm chán, chúng ta mong mỏi, chúng ta chỉ muốn đạt đến niết bàn. Thì bây giờ chúng ta muốn đạt đến niết bàn đạo quả thì chúng ta phải có sự siêng năng để tinh tấn, để phòng hộ những bất thiện pháp nào chưa sanh, chúng ta đừng để nó phát sanh. Chúng ta nhớ rằng thời Đức Phật có những vị tỳ khu mà tu tập các ngài hộ trì các căn liên tục như thế nên phiền não không có cơ hội sanh khởi, nên các ngài chứng đạo nó dễ dàng. Còn chúng ta tu, chúng ta không có phòng hộ các căn, chúng ta dễ vui để tham sanh khởi, sân sanh khởi, si sanh khởi,
đầy dẫy trong tâm chúng ta, thì làm sao có thể chúng ta đạt được đạo quả mình niết bàn được? Tại niết bàn mà vô tham mà chúng ta đầy dẫy tham sân si thì làm sao chúng ta đạt được? Nên Đức Phật dạy chúng ta phải có sự thuần hậu. Thì thời Đức Phật có 60 vị tỳ kheo tìm một cái nơi an tịnh để tu tập. Thì 60 vị tỳ kheo này mới đến Đức Phật và xin một cái đề mục. Khi đó Đức Thế Tôn và cho một cái đề mục, và 60 vị tỳ kheo này mới đi kiếm một cái nơi lý tiện, lý tưởng để hợp với cái sự tu tập. Thì đi đến một cái ngôi làng đó, có một con thí chủ, cổ mới thỉnh các vị tỳ kheo này vào cái khu rừng của bà để bà hộ độ các vị tỳ kheo. Thì khi mà vô trong đó tu tập chỉ còn có 7 ngày nữa là ra hạ. Thì trong thời gian trong hạ mà bà tín nữ này có hộ độ các vị tỳ kheo, thì bà tu tập mà chứng được anh a hàm, bà có tha tâm thông và biết được tâm các vị tỳ kheo khác. Thì trong lúc mà gần ra hạ chỉ còn 7 ngày nữa, thì bà mới quan sát và thấy các vị tỳ kheo này chưa có vị nào chứng đạo quả cả. Thì bà mới xem xét thử tại sao. Thì nếu mà chúng ta tu tập thì Đức Phật dạy chúng ta phải có đầy đủ 4 yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải ở trú xứ thích hợp. Thứ hai là chúng ta phải thân cận người thích hợp. Thứ ba là thực phẩm phải thích hợp. Và thứ tư tức là đầy mục thích hợp. Thì bà quan sát và thấy rằng các vị tỳ kheo này ở trong cái trú xứ của bà, trong cái rừng rất là thanh vắng yên tịnh, không có ồn ào, không có tiếng động. Đây là cái trú xứ phù hợp. Bà quan sát tiếp và thấy rằng các vị tỳ kheo này sống có sự hòa hợp và có chi kiến đồng nhất với nhau, không có sự ấu đả với nhau. Thì bà nghĩ rằng đây là những vị tỳ kheo thân cận với nhau, tức là gần gũi những người phù hợp, thích hợp. Và bà quan sát thứ ba, bà thấy rằng cái đề mục mà các vị tỳ kheo này tu chính do Đức Phật Ngài đã ban cho. Thì Đức Phật cho thì không có gì gọi là sai cả. Khi đó bà mới quan sát cái yếu tố thứ tư, thì bà thấy rằng các vị tỳ kheo này do thực phẩm không có hợp. Có một số vị thì ăn những cái đồ nóng quá nên bị kiết, bị bệnh. Có một số vị thì ăn những cái đồ không bị ngứa. Nên các những người vị kheo này bệnh đâu có thể mà liên tục để hành thiền được. Thì khi đó bà tín nữ này bà mới thỉnh các vị tỳ kheo không cần đi ra làng khắc thực nữa, bà sẽ xin dâng những thực phẩm đến cho các vị tỳ kheo. Và bà biết tùy theo cái cơ địa của các vị tỳ kheo hợp với những thực phẩm nào mà cúng dường cái thực phẩm đó đến các vị tỳ kheo ăn, và các vị tỳ kheo khỏe, không có bị bệnh hoạn, không bị ngứa ngáy nữa, nên đến ngày ra hạ là các vị tỳ kheo chứng a la hán. Thì các vị tỳ kheo này mới về thưa với Đức Phật về những cái sự kiện đó. Thì trong lúc đó có một vị tỳ kheo nọ ngồi kế đó để nghe. Thì các vị tỳ kheo này cũng tò mò, tại vì các vị tỳ kheo về trình với Đức Phật nói rằng cái bà tín nữ này có tha tâm thông, biết được tâm của người khác. Thì khi đó một vị tỳ kheo ngồi kế bên nó mới nghe như vậy, muốn tìm hiểu, bên thưa Đức Phật rằng Thế Tôn con muốn đi đến đó để con tu tập. Thì Đức Phật cho phép, thì cái vị tỳ kheo này mới đi đến cái ngôi làng của bà đó, đến cái trú xứ của cái cô tín nữ này. Thì vừa đi đến thì cái vị tỳ kheo này cũng nghĩ rằng nếu thực sự bà tín nữ này có tha tâm thông thì bà phải cho người đến đây để mở cửa cổng cho tao vào. Thì khi đó bà vị tỳ kheo suy nghĩ như vậy, thì bà tín nữ bà cũng tha tâm thông và biết bà cho người ra mở cửa đón trước vị tỳ kheo này vào cốc để nghỉ. Cái vị tỳ kheo này vào cốc nghỉ mới nghĩ lên, khởi lên nó nghĩ rằng ta mới đi đường xa đến đây, ta bây giờ đang cần nước để ta uống. Thì bà biết được cái tâm vị tỳ kheo này để bà mới cho người đem nước đến cho vị tỳ kheo này. Xong qua ngày mai vị tỳ kheo này cũng vậy mới khởi lên trong tâm nghĩ rằng hôm qua ta đi đường xa mệt, sáng nay ta muốn dùng điểm tâm cháo cho khỏe,
Thì khi mà vị tỳ kheo này nghĩ như vậy thì bà cho người đem cháu đó. Thì khi đó vị tỳ kheo này mới hốt hoảng sợ hãi, mới nghĩ rằng ta nghĩ cái gì lên á, bà này cũng biết cả. Chắc là ta ở đây không được, tại ta còn phàm. Nếu mà ta nghĩ những cái điều xấu, những cái điều không tốt thì bà này bà biết, giống như là cái người bắt kẻ trộm. Nên vị tỳ kheo này mới vội vàng để bỏ về thưa với Đức Phật và xin với Đức Phật rằng chắc con không có ở nơi đó, tại vì con mà ở đó con nghĩ cái gì bà cũng biết cả. Thì Đức Phật mới dạy rằng ông phải nên đến đó để ông ở còn tu tập, và ta chỉ cho ông cái cách để ông hộ trì tâm. Thì khi mà Đức Phật dạy cái cách mà hộ trì các căn, thì vị tỳ kheo đi đến cái chỗ bà tín nữ đã để ở, thì vị tỳ kheo này đó luôn luôn để canh phòng, không để cho những bất thiện pháp sinh khởi từ thân khẩu ý. Nên do cái sự phòng hộ nhiệt tâm tinh cái tấn như vậy đó, trong thời gian ngắn vị tỳ kheo này chứng an lạc quả. Thì đây đó, qua cái câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng đó, chúng ta tu tập mà chúng ta có sự siêng năng, chúng ta canh vòng, chúng ta phòng hộ những bất thiện pháp nào tư sanh thì chúng ta đừng để cho nó phát sanh. Đó là cách mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải tu tập. Giống như Đức Vua Milanda hỏi Ngài Na Tiên rằng: Bạch Đại Đức, phiền não chưa phát sanh, tại sao mình phải canh phòng, phải phòng hộ? Thì khi đó Ngài Na Tiên, Ngài mới thưa với Đức Vua rằng: Thưa Đại Vương nghĩ như thế nào? Đại Vương là cái người cai trị trong cái đất nước của Đại Vương. Đại Vương chờ đến những cái giặc ngoại bang nó xâm chiếm đất nước của Đại Vương, khi đó Đại Vương mới huân tập binh mã và mới chế biến vũ khí, hay là Đại Vương phải làm những cái vấn đề đó trước? Thì Đức Vua mới thưa với Ngài Na Tiên rằng: Bạch Đại Đức, chẳng phải huấn luyện binh mã chế biến vũ khí trước thì Ngài Na Tiên Ngài dạy như thế nào cũng vậy. Tức là tuy rằng phiền não chưa sanh, nhưng mà không có cố gắng để tinh tấn, để đề phòng, để phòng hộ thì phiền não sẽ sanh. Thì chúng ta thấy rằng cái pháp này Đức Phật dạy chúng ta rất là thực tiễn. Nên chúng ta tu á, là chúng ta phải luôn luôn chúng ta có sự nhiệt tâm, chúng ta phải có sự tinh tấn, chúng ta nỗ lực. Những cái thân ác nào chưa sanh chúng ta đừng để nó sanh. Những cái khẩu nói ác nào chưa sanh chúng ta phải đề phòng, chúng ta đừng để nó sanh. Những cái ý nghĩ ác nào chưa sanh chúng ta phải tinh tấn nỗ lực, chúng ta đừng để nó phát sanh. Nên chúng ta tu tập là như thế. Nếu mà chúng ta chịu làm giống như mà Đức Thế Tôn dạy đó, thì sư bảo đảm với các Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta chưa chứng đạo quả thì những cái thiện hiện thế chúng ta tạo rất là nhiều, và trong tương lai chúng ta sanh lại, chúng ta tu tập, chúng ta cũng dễ dàng chúng ta đạt đạo quả, chúng ta không bị rơi vào những cảnh giới khổ đau. Đó là cái sự tinh tấn thứ nhất mà người cư sĩ chúng ta phải cần hiểu. Bây giờ sư sẽ đề cập đến cái sự tinh tấn thứ hai về Đức Phật dạy rằng sự nỗ lực tinh tấn để loại trừ bất thiện pháp nào đã sanh hoặc đang sanh. Tại bây giờ cái pháp thứ nhất là Đức Phật dạy đó, chúng ta phải căn phòng, chúng ta nỗ lực, chúng ta siêng năng, nhưng mà chúng ta còn phàm, làm gì mà phiền não nó sanh được. Chúng ta chưa phải là bậc thánh A-la-hán. Cho dù chúng ta có cố gắng căn phòng tối đa đi nữa thì phiền não ngủ ngầm nơi tâm chúng ta nó vẫn sanh. Thì khi mà nó đã sanh rồi đó, thì Đức Phật dạy rằng chúng ta phải tinh tấn nỗ lực gấp rút để chúng ta loại trừ những bất thiện pháp liền, chúng ta không có để lâu trong cái nội tâm của mình. Thì bây giờ xin sẽ trình bày những cái bất thiện pháp đã sanh rồi đang sanh. Như thế nào gọi là bất thiện pháp đã sanh? Có nghĩa là Đức Phật dạy rằng trong quá khứ luân hồi đó, thiện chúng ta cũng có làm mà ác chúng ta cũng có làm,
thì những cái ác mà chúng ta làm trong quá khứ nó đã sanh, và có những cái ác pháp đó nó cũng đã từng cho quả, nó sanh khởi, và những ác pháp nó dẫn chúng ta rơi vào cảnh giới địa ngục, chúng ta phải sống trong đó nhiều ngàn năm, nhiều trăm năm, hay là chúng ta phải sanh vào những cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh ở tương lai, chúng ta phải chịu lấy cái quả ác mà nó sanh khởi đưa chúng ta vào những cái khổ cảnh, chúng ta phải trầm luân đau khổ. Đó là những bất thiện pháp đã sanh. Và có những bất thiện pháp mà quá khứ chúng ta tạo đó đang chờ cơ hội để sanh nữa. Như vậy tức là những bất thiện pháp đã sanh. Còn trong đời sống này, trong cái phút giây hiện tại này, chúng ta tu tập, nếu mà những thiện pháp mà đang sanh thì Đức Phật dạy chúng ta phải nỗ lực tinh tấn dẫn mạnh để chúng ta di trừ những bất thiện pháp đang sanh. Đang sanh tức là chúng đang hiện hữu có mặt trong phút giây hiện tại này, trong khoảnh khắc này chúng ta phải trừ diệt. Thì chúng ta tu á, còn phàm thì ai cũng có tham, có sân, có si, có tà kiến, có ngã mạn cả. Nhưng mà chúng ta có chịu để mà chúng ta loại bỏ nó hay không là cái điều đó quan trọng. Có nhiều Phật tử chúng ta, hay là sẽ thấy có nhiều người đó, chúng ta tu và chúng ta nói rằng chúng ta nhận người nào chúng ta để từ ngày này sang sáng nọ, và có những người họ nói rằng cái ghét của họ, cái giận của họ, họ chết họ đem theo. Thì chúng ta tu như vậy tức là chúng ta đã đi ngoài giáo pháp của Đức Phật rồi. Nên chúng ta phải hiểu rằng khi mà tâm sân sân khởi có mặt là chúng ta phải duy trì. Nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy chúng ta một cách rất là thực tiễn như thế nào gọi là trừ cầm. Tức là Ngài dạy rằng siêng năng tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Tức là chúng ta tu đó, những cái tư tưởng nào liên hệ đến tham mà sân khởi là chúng ta biết đây là bất thiện pháp đưa đến khổ mình, khổ người, là chúng ta dội dàng nhanh chóng để chúng ta di trừ. Thì Đức Phật dạy rằng giống như cái người nam và người nữ còn trẻ tuổi, trong cái tuổi thanh xuân, và người này mới xem gương thấy được rằng cái gương mặt mình bị một vết bẩn, thì cái người nam và người nữ này nhanh chóng để chùi cái vết bẩn đó. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập, nếu mà tâm chúng ta vừa phát khởi tham sân si là chúng ta phải nhanh chóng, chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực, chúng ta dẹp trừ nó, chúng ta không có đẩy lâu. Hay là Đức Phật dạy rằng giống như một người đó mà thấy rằng trên cái y phục của mình đang có lửa bốc cháy, thì cái người này cũng nhanh chóng nỗ lực tinh tấn để dập tắt cái ngọn lửa đó. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập là những bất thiện pháp sân khởi là chúng ta phải nhanh chóng, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta diệt đi những cái phiền não ác pháp. Tại vì chúng ta biết rằng những ác pháp này nó sẽ đưa đến tổn hại cho mình, tổn hại cho người. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta có sự siêng năng, chúng ta dặn, chúng ta cứ để trong tâm hoài, chúng ta cứ ôm ấp cái sự hận thù, cái sự quan trái đó từ ngày này sang ngày nọ, từ năm này sang sáng nọ, tức là chúng ta thiếu cái sự tinh tấn. Chúng ta thích cái gì chúng ta cứ mơ mộng, chúng ta ôm ấp đó hoài, thì như vậy tức là chúng ta không có thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Thì cái cách mà để chúng ta loại trừ có nhiều cách. Chẳng hạn giờ chúng ta tu có những cái tư tưởng sân sân khởi, nếu mà người cư sĩ nào chúng ta không có tu tập thiền tứ niệm xứ thì có thể là chúng ta tu tập tâm từ. Khi mà tâm sân sân khởi những cái tư tưởng liên hệ đến sân hận thù ganh ghét não hại đó, thì chúng ta phải khởi tâm từ. Thứ nhất là chúng ta phải thương mình, chúng ta nghĩ rằng những cái tư tưởng này là bất thiện, nó đã hại ta nhiều đời nhiều kiếp, và ta nuôi dưỡng cái tư tưởng này thì nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả, và nó sẽ dẫn ta rơi vào bốn khổ cảnh để đau khổ cho ta, bất hạnh cho ta. Ta phải cần thương mình, nên ta không sống với tâm bất thiện, ta cần sống với tâm thiện. Chúng ta khởi cái tâm từ thương chính mình,
Thương chính mình ở đây tức là chúng ta không sống với tâm bất thiện, tức là chúng ta thương chính mình. Rồi chúng ta lại nghĩ rằng cái tâm sân, tâm bất thiện này sân khởi đưa đến khổ mình, khổ người, làm bất lợi cho mình, cho người, không tốt đẹp cho ta và không tốt đẹp cho người khác. Nên chúng ta phải dùng những cái chánh tư duy đó thì những cái tư tưởng liên hệ đến sân nó sẽ biến mất. Đó là cách chúng ta loại trừ. Nếu mà chúng ta không có biết tu tập tới niệm xứ thì chúng ta phải loại trừ bằng cách đó. Còn nếu mà chúng ta có tu tập tới niệm xứ thì khi mà tâm sân sân khởi, chúng ta nhìn trực diện một cách, nhìn trực diện vào cái tâm sân thì tâm sân sẽ lập tức biến mất. Đó là chúng ta đã đoạn trừ. Chẳng hạn giờ chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu mà chúng ta có sự siêng năng lâu ngày và cái thói quen đó, giống như cái chảo mà chúng ta để trên cái lửa đang cháy nóng, thì cái chảo mà khô mà để trên cái bếp lò nóng đó, thì những cái giọt nước nào vừa nhiễu vô là chúng ta thấy rằng cái giọt nước sẽ tan biến lập tức, không có tồn tại. Để vô chúng ta nghe cái xèo cái là cái lửa biến mất, cái giọt nước biến mất. Còn cái chảo mà chúng ta để lên cái bếp nó nguội đó, thì giọt nước này nhiễu vô thì chúng ta thấy nó còn nguyên, và những cái giọt nước tiếp theo nó nhiễu vô thì chúng ta thấy cũng còn nguyên. Rồi cái chảo chúng ta nó sẽ chứa nước trong đó mà nó không có nóng. Thì như thế nào cũng vậy, nếu mà chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực để chúng ta loại trừ đó, thì sau này do cái thiện pháp, cái sự siêng năng đó, thì những bất thiện pháp nào sân khởi là nó vừa xuất hiện là chúng ta nhận thức và nó sẽ biến mất. Đến đây chúng ta tu á, là chúng ta hơn nhau chỗ nào? Đạo phàm thì không có ai toàn diện cả. Nếu mà chúng ta toàn diện là chúng ta thành thánh rồi, chúng ta không phải là phàm nữa. Nhưng ở đây nó còn dạy chúng ta tu á, là chúng ta phải biết nhận những cái khuyết điểm, cái lỗi lầm của chúng ta, và chúng ta phải loại bỏ, chúng ta phải diệt trừ, chúng ta đừng có để nó sanh khởi trong tương lai nữa. Giống như trong thời gian qua, chúng ta là người cư sĩ, chúng ta quan sát lại, chúng ta hồi tưởng lại, chúng ta xem xét lại mình còn những ưu điểm nào. Chúng ta còn sân nhiều quá thì chúng ta phải biết những cái khuyết điểm của mình. Nên từ nay chúng ta phải từ bỏ những cái tâm sân hận đó. Chúng ta còn tham nhiều quá thì chúng ta biết mình tham còn nhiều, thì chúng ta biết những cái khuyết điểm mình, thì chúng ta phải diệt trừ cái tâm tham đó. Chúng ta biết rằng mình còn những cái thân còn thô tháo, không có tốt, thì chúng ta phải diệt trừ cái thân thô tháo. Hay là chúng ta thấy rằng cái thời quan qua, cái lời nói chúng ta nó còn có tổn hại cho người khác, nó chưa có được ổn định, chưa có tốt đẹp, thì chúng ta thấy những cái lời nói nào mà làm khổ mình, khổ người đó, chúng ta suy xét, chúng ta nhận thức, và sau này chúng ta không có nói những lời đó nữa. Thì như vậy tức là chúng ta tu rồi đó. Nên Đức Phật có dạy rằng ấy, có ba pháp của người trí. Đức Phật là dạy rằng cái người trí sai biết mình sai, có lỗi biết mình có lỗi, có tội biết mình có tội. Cái người đó là người trí. Đó là cái pháp thứ nhất. Thứ hai, cái pháp của người trí khi sai, khi có lỗi mà bị được những người bạn thiện tri thức chỉ bảo cái sai cái lỗi đó, nhận thức, chấp nhận đó là sai, không có bất mãn, không có bực mình đối với người khác chỉ cái sai của mình. Đó là cái pháp của người trí. Rồi cái pháp thứ ba của người trí là gì? Là sau này không bao giờ vi phạm những cái lỗi lầm, cái sai đó nữa. Nên chúng ta phải càng hiểu rằng Đức Phật chúng ta còn Bồ Tát, có những kiếp Ngài cũng sai, nhưng mà Ngài biết cái đó là sai, và khi mà có người khác nhắc nhở Ngài đó, thì Ngài chấp nhận điều đó và Ngài không bao giờ làm những cái điều đó nữa. Đó là cái pháp của người trí. Thì chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta phải tập làm những người trí. Chúng ta có sai, biết mình có sai. Khi người khác chỉ cái sai của chúng ta phải chấp nhận, chúng ta hoan hỷ. Rồi chúng ta biết được như vậy rồi, sau này chúng ta không bao giờ vấp phải cái vấn đề đó nữa. Thì chúng ta tu là tu như vậy. Tại Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, cái người ngu cũng có ba pháp.
thế nào ba pháp của người ngu? Người ngu sai không biết mình sai, có tội không biết mình có tội, có lỗi lầm không biết mình có lỗi lầm. Nhưng mà được những bậc trí nhắc nhở cái sai cái lỗi lầm đó, cái người ngu không có chấp nhận, đâm ra sự bất mãn hận thù ganh ghét. Đó là cái pháp thứ hai của người ngu. Và thứ ba cái pháp của người ngu là gì? Tức là tiếp tục làm những cái lỗi lầm, cái sai, cái xấu nữa. Nên Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta phải tập giống như cái pháp của người trí, thì chúng ta đừng có giống như những cái người ngu. Nên trong pháp cứu kinh Đức Phật dạy rằng người ngu biết mình ngu thì sẽ trở thành người trí, người ngu tưởng là trí ấy là một đại ngu. Và trong kinh Pháp Cú của Đức Thế Tôn có dạy này, nên chúng ta ngu mà chúng ta biết chúng ta ngu thì chúng ta sẽ trở thành người trí. Và chúng ta ngu mà chúng ta tưởng là chúng ta trí thì đó là bậc đại ngu. Nhưng bây giờ chúng ta dốt, biết mình dốt, dở biết mình dở, từ đó mình cố gắng mình học hỏi, mình gặp những người giỏi, người hay để chúng ta học hỏi, thì sau này chúng ta không còn dốt còn dở nữa. Và bây giờ chúng ta dốt, chúng ta tưởng đâu là chúng ta giỏi, chúng ta tưởng là chúng ta tài, chúng ta đâu có cần học hỏi ai đâu, thì chúng ta dốt suốt đời chúng ta vẫn là dốt thôi. Thì cái pháp thứ hai này Đức Phật dạy rằng tức là chúng ta phải siêng năng, chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực, những bất thiện pháp nào đã sanh đó thì chúng ta phải lộ trừ, chúng ta trừ diệt. Đó là một sự tinh tấn. Thì ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng trong cái pháp bất thiện đó, pháp bất thiện pháp chưa sanh hay là đã sanh hoặc đang sanh, thì chúng ta phải cần nhớ rằng có những ác bất thiện pháp. Thì cái ngày nào mà chúng ta đạt được tâm đạo tâm quả, tức là tu được quần trở lên, chúng ta mới diệt được những cái tà kiến. Thì khi mà chúng ta diệt được những cái tà kiến rồi đó, thì những bất thiện pháp quá khứ mà chúng ta tạo, hay là những cái bất thiện pháp mà chúng ta tạo trong kiếp này, những nguyên nhân mà để đưa xuống xuống cổ cảnh, thì không còn cơ hội để cho quả, thì chúng ta phải đạt đến đạo quả tu đường quần, đúng rồi. Còn cái ngày nào mà chúng ta chưa đạt đến tu đường quần thì cái ngày đó những bất thiện pháp có thể nó sẽ sanh khởi, hay là nó cho quả, thì chúng ta vẫn rơi vào những cái khổ cảnh. Cho dù đó là một vị vua Chuyển Luân Thánh Vương, nếu mà các ngài chưa phải là bậc thánh tu đường quần để đoạn trừ thân kiến, hay là một vua trời Đế Thích, hay là một vị Phạm Thiên, thì những cái địa này vẫn còn nguy cơ những bất thiện pháp đã sanh hoặc đang sanh hoặc sẽ sanh, để dẫn dắt vị đó rơi vào những cảnh giới bất hạnh. Thì đối với chúng ta đó, chúng ta phải nhớ rằng phàm phu chúng ta thì cái phiền não thuộc về cái tà kiến thì chúng ta chưa đoạn được. Thì phiền não chúng ta phải nhớ rằng nó có ba loại, có ba tầng lớp. Cái phiền não thứ nhất gọi là phiền não thô, nó biểu hiện qua từ cái lời nói của chúng ta, giống như thân chúng ta, qua cái lời nói chúng ta, như là chúng ta nói dối, chúng ta nói lời đâm thọc, chúng ta nói lời thô ác, chúng ta nói lời nhảm nhí. Thân chúng ta sát sanh trộm cắp tà dâm, tức là thân ác và khẩu ác, đó là loại phiền não thô. Cái này chúng ta dễ dàng nhận thức tại vì nó biểu hiện qua thân và khẩu, đó là phiền não thô. Thì cái phiền não thô này chúng ta chưa phải là bậc thánh thì chúng ta phải loại trừ bằng giới của Đức Phật dạy. Khi chúng ta giữ giới thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được thân ác và khẩu ác, đó là cái cách để chúng ta loại trừ cái phiền não thô. Cái tầng lớp thứ hai gọi là phiền não trung bình đó. Tức là cái phiền não trung bình này nó không có thể hiện qua cái lời nói ép hay là thân ép, nhưng mà nó thể hiện qua cái tư tưởng. Cái tư tưởng chúng ta bằng tham, bằng sân, bằng si. Thì khi mà chúng ta thấy rằng có những người họ không có thể hiện qua lời nói hay hành động, nhưng mà họ
thể hiện qua cái tư tưởng. Nhưng mà trong cái tư tưởng này, khi nào chúng ta có tha tâm thông, chúng ta mới biết được. Tại vì cái phiền não thôi là khởi trong tâm thôi. Thì những cái phiền não này, cái phiền não trung bình này đó, cái phiền não khởi trong tâm, phiền não trung bình này, thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải có những cái định tâm như là cận định hay là an chữ định, để chúng ta mới diệt trừ được những cái phiền não thôi, à, phiền não trung bình này. Rồi cái phiền não thứ ba, tức là cái phiền não vi tế, hay được gọi là phiền não ngủ ngầm nơi tâm. Khi người tu sĩ chúng ta làm phước, chúng ta ưa nguyện rằng do sự phước báo mà chúng con là trong sạch làm đây, hãy là pháp viên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngàn vị la. Thì những cái phiền não ngủ ngầm nơi tâm, thì cái phiền não này chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải tu tập, chúng ta đạt đó những cái tuệ nhất tại siêu thế, chúng ta mới diệt được cái phiền não ngủ ngầm nơi tâm. Thì những cái phiền não ngủ ngầm nơi tâm này chúng ta phải có cái tuệ siêu thế. Thì giờ xin sẽ cho thí dụ cho cái hội chúng mình hiểu trong ba cái loại phiền não này. Nếu như giờ chúng ta để cái duyên quẹt, chúng ta thấy là cái duyên quẹt để đó, chúng ta thấy đâu có lửa, nhưng mà cái duyên quẹt này đó, khi nào nó sẽ có cơ hội đủ duyên thì nó sẽ phát sinh lửa. Thì cái duyên quẹt đó nó giống như là cái phiền não ngủ ngầm nơi tâm, bình thường chúng ta đâu có thấy, chúng ta không thấy. Giống như chúng ta thấy rằng cái những hạt xoài hay là hạt mít, thì trong cái hạt xoài, hạt mít này có cái mầm giống ở trên đó. Nhưng mà giờ đó, chúng ta chưa có gieo trồng, chúng ta có thể mổ, chúng ta xẻ cái hột mít đó ra hay là cái hạt xài đó ra, chúng ta không thấy được cái mầm giống. Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ xuống đất, có nước ẩm ướt tưới vào, thì như vậy tức là cái mầm bóng nó sẽ phát sinh ra, nó sẽ chổng ra và nó sẽ lên cành. Thì như thế nào cũng vậy, cái phiền não cũng ngầm nơi tâm chúng ta đó, thì bình thường thì không có, chúng ta không thấy. Nhưng mà khi nào sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì bắt đầu tham sân si nó sinh khởi. Nên chúng ta thấy rằng có những người chúng ta thấy họ hiền vậy, họ đâu có làm cái gì sai đâu, nhưng mà một ngày nào đó chúng ta nghe nói cái người này họ giết người, họ cướp của, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái phiền não ngủ ngầm nơi tâm. Thì ở đây sẽ muốn trình bày cái phiền não ngủ ngầm này nó nguy hiểm vô cùng. Tức là cái ngày nào mà chúng ta chưa chứng được tu đồ quần để chúng ta diệt được những cái tà kiến ngủ ngầm nơi tâm á, thì tương lai sau này đó chúng ta không có thể bảo đảm được. Có thể kiếp này chúng ta có niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, do chúng ta học hỏi, chúng ta có trí văn, trí tinh, chúng ta hiểu, nên chúng ta có thể kiềm chế được, chúng ta có thể loại trừ bằng nhiều cách. Nhưng mà chúng ta không có bảo đảm đời sau mà chúng ta sanh ra, đời này chúng ta tạo nhiều phước, chúng ta sanh ra đời sau có thể chúng ta làm vua, làm hoàng hậu, làm những người có chức quyền đó, mà chúng ta không có gặp được chánh pháp, mà trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đó có thể là chúng ta gặp những thầy tà phản ép, có thể là chúng ta xem mạng người không ra gì, chúng ta có quyền thế đó, chúng ta giết người hay là chúng ta hại chúng sanh khác, thì những cái điều đó vẫn phát sinh đối kẻ phàm phu chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta còn có phiền não ngủ ngầm. Nhưng mà đối với những bậc thánh tu đồ quần, các ngài đã diệt được cái mầm mống ngủ ngầm, tức là những cái ác pháp. Những cái ác pháp nào mà đưa xuống khẩu cảnh thì đối với bậc thánh tu đồ quần các ngài đã diệt trừ. Cho dù các ngài vẫn còn tái sanh trong bảy kiếp, nhưng mà các ngài không còn làm nhiều ác nữa. Vì sao vậy? Vì cái tâm đạo và tâm quả các ngài đã chứng đạt được, đã diệt được cái phiền não ngủ ngầm, tức là những cái tà kiến ép, những cái tà kiến không còn sân khởi nữa các vị đó nữa. Thì đây khi mà chúng ta biết như vậy chúng ta mới sợ, chúng ta không có bảo đảm được, nên chúng ta phải cần có sự nỗ lực như thế nào đó mà chúng ta đạt đến cái dòng thánh để chúng ta diệt được cái phiền não ngủ ngầm nội tâm, khi đó chúng ta mới bảo đảm được, chúng ta mới được an vui. Thì cái phiền não ngủ ngầm đó thì chúng ta phải cần hiểu giống như là cái duyên quẹt đó, nó nằm ở đó. Bình thường chúng ta thấy là không có lửa, nhưng mà đủ duyên nó sẽ bắt lửa. Còn cái phiền não dạng trung bình á, giống như cái
viêm quẹt mà chúng ta ma sát vào cái hộp quẹt thì nó sẽ phát ra lửa. Giống như mà chúng ta phiền não sân khởi, chúng ta khởi nơi tâm chúng ta, tư tưởng tham, tư tưởng sân, tư tưởng si nó sân khởi, đó là phiền não của mình. Và khi mà chúng ta đã quẹt nó cháy rồi, chúng ta lấy cái lửa đó, chúng ta đốt, nó sẽ cháy hết một khu rừng hay là một khu, một cái xóm làng. Thì khi mà lửa nó cháy lan như vậy, giống như là phiền não thô vậy đó, giống như là phiền não mà chúng ta hành động bằng thân, bằng khẩu. Thì đó là sự thí dụ cho mọi chúng mình hiểu. Phiền não chúng ta phải hiểu có ba loại, đó là phiền não thô, phiền não trung bình và phiền não vi tế. Nên đây trong cái pháp thứ hai là Đức Phật dạy rằng là chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ những bất thiện pháp đã sanh và đang sanh. Thì những cái bất thiện pháp nào đã sanh có cơ hội để đưa chúng ta vào khổ cảnh, hay những bất thiện pháp nào đang sanh có thể đưa chúng ta vào khổ cảnh đó, thì chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để chúng ta diệt trừ, để nó không có cơ hội nó sanh nữa. Thì như vậy mới bảo đảm. Mà chúng ta muốn diệt được những cái bất thiện pháp, rất là tà kiến, để đưa vào khổ cảnh đó, thì chúng ta phải chứng được những cái đạo và quả. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đạt được đạo và quả niết bàn đó, để chúng ta diệt được những cái phiền não ngủ ngầm là nguyên nhân dẫn chúng ta vào khổ cảnh đó, để chúng ta phải diệt trừ những cái bất thiện pháp sanh khởi bằng cái tâm thực hiện hiện thế trước cái đạo. Thì do mà chúng ta siêng năng để tu tập bằng những cái tâm đại thiện dục giới để chúng ta loại trừ những bất thiện pháp đang sanh đó, thì lâu ngày chúng ta sẽ đạt được những cái tâm siêu thế để diệt trừ những cái bất thiện pháp ngủ ngầm nơi tâm. Thì tức là chúng ta tu là chúng ta phải tu tương tự như vậy. Thì đây cái pháp thứ hai này Đức Phật dạy rằng, tức là những bất thiện pháp nào chưa sanh, những bất thiện pháp nào đã sanh hay đang sanh là chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để chúng ta diệt trừ, không để nơi tâm chúng ta. Đó là cách tu tập cái pháp thứ hai mà Đức Phật dạy rằng đó là trừ cảm. Và bây giờ sư sẽ tiếp tục trình bày cái sự tinh tấn thứ ba. Cái sự tinh tấn thứ ba là Đức Phật dạy rằng chúng ta tinh tấn nỗ lực những thiện pháp nào chưa sanh thì chúng ta phải tu tập làm cho pháp sanh. Thì ở đây đó, trong chú giải có giải thích đó, thì những cái thiện pháp nào chưa sanh chúng ta tu tập làm cho pháp sanh là chỉ cho giới, định và tuệ. Nhưng mà sư cũng trình bày thêm ở ngoài, nhất là trong đời sống của người cư sĩ chúng ta, trong cái sự tu tập của chúng ta. Giống như người cư sĩ chúng ta, chúng ta là người cư sĩ, chúng ta đã quy y Tam Bảo, chúng ta đã giữ gìn năm giới, đó là một thiện pháp chưa sanh bây giờ đã sanh. Nhưng mà không phải như đó là đủ. Ngoài cái việc mà chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta giữ gìn năm giới, thì chúng ta thấy rằng có những cái thiện pháp nó chưa sanh thì chúng ta phải làm cho pháp sanh, như là những thiện pháp như là bố thí. Hồi xưa giờ chúng ta quy tâm bảo, chúng ta chỉ giữ năm giới thôi, chỉ còn cái việc mà để chúng ta san sẻ những gì mình có được cho chúng sanh khác thì chúng ta không có. Chúng ta không có phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta không cúng dường tâm bảo, chúng ta không có đi làm từ thiện. Thì những trường hợp này chúng ta thấy rằng chúng ta còn khuyết điểm những cái thiện pháp, nên chúng ta phải tinh tấn siêng năng những cái thiện pháp bố thí nào chưa có thì chúng ta phải làm cho có, chúng ta tu tập cho có. Như vậy cũng được gọi là tu cần. Rồi khi mà chúng ta có sự bố thí, có sự giữ giới rồi, nhưng mà người cư sĩ chúng ta quan sát lại, chúng ta thấy rằng mình chưa có hành thiền. Chúng ta vào Phật giáo này chúng ta chưa có hành thiền, chưa có thiện pháp hành thiền. Thì bây giờ chúng ta phải siêng năng, tinh tấn, nỗ lực để chúng ta tu tập thiền định hay thiền quán. Thì khi mà chúng ta siêng năng để chúng ta học hỏi, chúng ta tu tập thiền để cho thiền phát triển, thì như vậy tức là chúng ta tu những thiện pháp nào chưa có bây giờ phát sanh. Đó là chúng ta đã tu đúng theo gì, những gì mà Đức Phật dạy, đó là tu cần. Nên chúng ta luôn luôn chúng ta phải dùng trí tuệ của mình. Chúng ta đừng để cho trí tuệ chúng ta ngủ quên. Tức là chúng ta biết rằng cái phước nào cũng đem tới lợi ích cả, mình coi mình cần bổ sung những cái phước nào. Giống như giờ chúng ta
Được rồi, sư có hiệp giải thích về bát chánh đạo thì chúng ta thấy rằng gồm có 8 vi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chúng ta phải quan sát rằng trong thời gian qua mình còn thiếu những cái chi phần nào của bát chánh đạo, thì chúng ta phải cần bổ sung những cái thiện pháp đó. Giống như trong cái giới phần gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, chúng ta thấy rằng xưa giờ đó mình cũng giữ giới, mình không bao giờ nói dối, không bao giờ nói đâm thọc, nói lời thô ác và nhảm nhí. Mình có chánh ngữ, mình có chánh nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nhưng mà cái chánh mạng là chưa có, mình vẫn còn làm những cái nghề hại mình hại người. Bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu về cái chánh mạng, và chúng ta phải bổ sung chánh mạng. Hay là giờ chúng ta có cái nghề nghiệp chân chánh, nhưng mà có những lúc chúng ta thấy cái giới chúng ta còn khuyết điểm, chúng ta tiếc mình còn thiếu về cái chánh ngữ hoặc là chánh nghiệp, thì chúng ta phải bổ sung. Hay là trong bát chánh đạo mà chúng ta thấy định chúng ta còn yếu quá thì chúng ta phải bổ sung định, chúng ta thấy tuệ mình còn yếu quá mình phải bổ sung tuệ cho đầy đủ bát chánh đạo. Thì như vậy cái pháp bát chánh đạo đầy đủ thì cũng mới có cơ hội để giúp cho chúng ta đạt được đạo quả và niết bàn. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu, chúng ta đã học hiểu được lời Đức Phật dạy, chúng ta biết rằng những cái thiện pháp mà Đức Phật dạy những gì, thì chúng ta thấy những cái thiện pháp nào còn khuyết điểm thì chúng ta phải cần phát triển những cái thiện pháp đó. Như vậy là tu cần. Thì đây sư sẽ trình bày vào trong chánh tạng, tức là Đức Phật dạy rằng tu cần là gì, tức là những thiện pháp nào chưa có thì vị tỳ kheo phải tu tập làm phát triển, làm cho nó có, tức là giới, định và tuệ. Vị tỳ kheo đó để phát triển về giới, giới chưa được vững thì phải phát triển cho vững, và có giới rồi phải phát triển định, và định có rồi phải phát triển tuệ. Như vậy là tu cần, tức là những thiện pháp là chưa có thì vị tỳ kheo tu tập làm cho có. Thì khi mà giới định tuệ đó, mà chúng ta đề cập theo thất tịnh. Thất tịnh tức là trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh, bài kinh Chạm Xe mà ngài Sariputta ngài có giảng, tức là thất tịnh gồm có giới tịnh. Giới tịnh là gì? Giống như người cư sĩ chúng ta đó là năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, hay là chúng ta giữ bát giới, như vậy được gọi là giới tịnh. Sa di 10 giới và thêm những cái 75 ưng hợp pháp nữa là sa di tới 105 giới, thì khu tứ thanh tịnh giới. Thì nếu mà chúng ta là đệ tử của Đức Phật đó, thì theo cái cương vị là chúng ta giữ giới đúng như lời Đức Phật dạy, không có bị vi phạm, thì như vậy tức là chúng ta có giới tịnh. Có giới rồi đó, giới tức là năng sanh định, tức là tâm tịnh. Trong thất tịnh gọi là tâm tịnh. Tâm tịnh là gì? Tức là chúng ta có cận định và chúng ta có an chỉ tịnh. Như vậy được gọi là tâm tịnh. Thứ ba là kiến tịnh. Kiến tịnh là gì? Kiến tịnh nó thuộc về tuệ. Khi nào mà chúng ta tu tập đến giai đoạn chúng ta thấy được danh và sắc, trong lúc này chỉ có danh và sắc đang hiện hữu thôi, không có linh hồn, không có bản ngã, không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị, thì như vậy tức là chúng ta đạt được kiến tịnh. Thì kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, chi kiến thanh tịnh, đạo lộ chi kiến thanh tịnh và chi kiến thanh tịnh, thì nó thuộc về tuệ. Thì khi mà chúng ta tu tập là Đức Phật dạy đó, tức là những thiện pháp là chưa có thì vị tỳ kheo phải tu tập phát triển làm cho có, tức là giới định tuệ, tức là thất tịnh. Thì như vậy vị tỳ kheo sẽ đạt đến niết bàn để chấm dứt cái sự khổ đau. Thì khi mà đề cập đến cái sự tu tập đó, để phát triển phát huy những cái thiện pháp là Đức Phật dạy rằng tam vô lậu học, hay là chúng ta phát triển cho đầy đủ sung mãn về bát chánh đạo, hay là sung mãn về thất giác chi, như vậy là những thiện pháp chưa sanh hãy làm cho sanh khởi, thì như vậy chúng ta mới đạt đến cái mục tiêu của chúng ta, và chúng ta mới chấm dứt được cái sự luân hồi. Thì như vậy được gọi là tu cần, đó là cái pháp, cái sự tinh tấn của chúng ta.
Và bây giờ xin sẽ đề cập đến cái pháp thứ tư đó, Đức Phật dạy rằng những thiện pháp nào đã sanh thì chúng ta phải biết gìn giữ, chúng ta phải biết bảo hộ để cho nó được tồn tại và được lớn mạnh. Thì như vậy được gọi là bảo cần. Thì tức là chúng ta tu, người cư sĩ chúng ta tu, tức là những cái thiện pháp nào mà chúng ta đã gây dựng có được rồi đó, thì chúng ta đừng có để cho nó mất đi. Giống như chúng ta xưa giờ chúng ta là cái người giữ giới, năm giới trong sạch, không có vi phạm, thì chúng ta phải biết gìn giữ năm giới, chúng ta giữ cho nó càng trong sạch hơn, suốt cuộc đời này chúng ta không bao giờ vi phạm. Như vậy được gọi là bảo cần, tức là chúng ta bảo trì cái giới của mình. Hay là chúng ta đã tu thiền tứ niệm xứ, chúng ta đạt đến cận định, hay là chúng ta tu thiền định, chúng ta đạt đến an chỉ định, thì chúng ta phải biết gìn giữ những cái định đó, chúng ta đừng để cho cái định chúng ta hoại đi, và chúng ta càng làm cho nó vững hơn nữa. Như vậy được gọi là bảo cần. Hay là chúng ta tu tập, chúng ta có những cái trí tuệ, cái sự kinh nghiệm, thì chúng ta phải biết gìn giữ cái sự kinh nghiệm, cái sự hiểu biết của chúng ta càng ngày càng phát triển thêm và cho nó được sung mãn, thì như vậy được gọi là bảo cần. Thì đây chúng ta tu tập á, giống như người cư sĩ chúng ta trong thời gian qua chúng ta đã biết tu cần, tức là chúng ta đã thường bố thí, đó là những thiện pháp, thì chúng ta phải bố thí suốt cả cuộc đời, chứ không phải là chúng ta bố thí như đó là đủ rồi chúng ta ngưng. Chúng ta phải bố thí suốt cuộc đời này, và chúng ta bố thí do cái hạnh nguyện của chúng ta, do những cái hạnh nghiệp bố thí của chúng ta nó càng sung mãn hơn nữa. Như vậy được gọi là bảo cần. Hay là trong thời gian qua chúng ta đã là cái người tu thiền, thì chúng ta cũng phải tiếp tục tu thiền, chúng ta gìn giữ cái sự tu thiền đó, làm cho nó sung mãn, lớn mạnh, cái sự hiểu chúng ta càng sâu sắc hơn nữa, thì như vậy được gọi là bảo cần. Chứ không phải là chúng ta tu như đó đủ là chúng ta ngưng, chúng ta không tu thiền nữa. Hay là cái sự giữ giới của chúng ta cũng vậy, xưa giờ chúng ta giữ giới rất là nghiêm ngặt, bây giờ chúng ta cũng phải tiếp tục giữ nghiêm ngặt như vậy suốt cuộc đời chúng ta, làm cho cái giới mình nó càng vững hơn. Như vậy được gọi là bảo cần. Nói chung những cái thiện pháp nào chúng ta đã làm rồi đó, thì chúng ta phải biết gìn giữ những thiện pháp đó, chúng ta tiến triển thêm, chúng ta làm cho nó sung mãn. Ngày nào mà chúng ta chứng A La Hán thì thôi, mà ngày nào chúng ta chưa chứng A La Hán thì chúng ta phải cần nỗ lực tinh tấn để chúng ta đạt đến những cái thiện pháp, và chúng ta làm cho nó sung mãn, chúng ta không có từ bỏ những cái thiện pháp. Nếu như chúng ta thấy rằng đối với Phật tu đường quần ấy, các ngài mới có giới cụ túc nhưng mà chưa có định trụ túc và tài cụ túc, tức là cái bậc tu đường quần và cái bậc tư đà hàm chỉ có giới cụ túc thôi, nhưng mà đối với vị A La Hàm thì chỉ có giới cụ túc và định cụ túc nhưng mà chưa có tài cụ túc. Thì những vị này cũng phải cần nỗ lực và tu tập và biết gìn giữ những thiện pháp của mình đã có được để đạt đến A La Hán. Và chỉ có vị A La Hán mới có đầy đủ giới cụ túc, định cụ túc và tuệ cụ túc. Nên khi mà chúng ta đạt đến A La Hán rồi thì chúng ta không còn làm gì nữa hết. Tức là sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Thì như vậy đó, thì chúng ta không còn tu nữa. Thì đây trong bốn sự tinh tấn này, Đức Phật dạy chúng ta, tức là bốn sự tinh tấn chính đáng, tức là chúng ta tinh tấn nỗ lực để chúng ta đào thải những bất thiện pháp, và chúng ta tinh tấn nỗ lực để chúng ta phát triển những thiện pháp từ cái thiện hiện thế cho đến cái thiện siêu thế. Hiện nay sư gửi cái bài pháp đến người cư sĩ chúng ta, đó là tứ chánh cần. Những sự tinh tấn, những bất thiện pháp nào chưa sanh, chúng ta tinh tấn phòng hộ đừng cho pháp sanh. Sự tinh tấn nỗ lực, những bất thiện pháp nào đã sanh thì chúng ta phải nỗ lực đoạn trừ bất thiện pháp đó, bất thiện pháp đã sanh. Để chúng ta tinh tấn nỗ lực những thiện pháp nào chưa có thì chúng ta tu tập làm cho nó có, và những thiện pháp nào đã có rồi thì chúng ta cũng phải tinh tấn, chúng ta nỗ lực, chúng ta phải biết gìn giữ làm cho sung mãn lớn mạnh. Thì đó là bốn sự tinh tấn, đó là
thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thì bài pháp hôm nay buổi sáng tôi xin gửi đến toàn thể hội chúng mình với đề tài là tứ chánh cần. Thì bài pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, có còn phước nào phát sinh, xin chia điều đến tất cả sinh dân, xin chia điều đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích tứ đại thiên vương và nhất là chư thiên được ở ngôi chùa Minh Tuệ này, xin các ngài con hãy thọ lãnh hộ phước báo này và sống trong cảnh giới của mình luôn luôn được an lạc. Và cũng còn phước này xin dâng đến chư đại đức tăng và chia điều đến các sư sa di cùng các cô tu nữ cùng toàn thể nam nữ phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành, để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cảm thán. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa du lành ai con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ đi lòng dưới chân Phật là đấng chi hồn chi thánh ca gọi lỗi mà con đã vô ý làm.